Khoa kế toán kiểm toán được hình thành năm 2010 dựa trên sự phát triển tách ra từ khoa kế toán tài chính và ngân hàng của trường đại học mở. Hiện nay khoa đào tạo hai ngành chính đó là ngành kế toán và kiểm toán. Về lực lượng giảng viên thì khoa có 24 giảng viên cơ hữu và rất nhiều cộng tác viên. Thì trong số lượng giảng viên thì có gần một nửa là những giảng viên đã tốt nghiệp tiến sĩ, thạc sĩ từ các quốc gia tiên tiến, ví dụ như Úc, Anh, Mỹ, là trong giảng viên cơ hữu. Và lực lượng sinh viên thì khoa kế toán kiểm toán hàng năm thì có khoảng hơn 1.000 người về sinh viên chính quy, và nếu kể cả đào tạo từ xa các cái chương trình liên thông thì tổng số sinh viên của khoa kế toán hiện có khoảng 3.000 người. Chương trình đào tạo của khoa kế toán thì có một số cái điểm mạnh, có một số nét đặc thù, đó là mang tính chất ứng dụng cao và có tích hợp với một số cái môn học của chương trình đào tạo kế toán quốc tế, đó là một số môn học của ACCA được giảng dạy bằng tiếng Anh, thì nhằm đáp ứng cho cái yêu cầu hội nhập và đáp ứng cho việc tuyển dụng của các cái công ty quốc tế. Bên cạnh đó thì cái chương trình cũng được xây dựng dựa trên nền tảng của một số cái môn học thực hành, ví dụ như đưa thêm ngồi trong môn kiểm toán thì có môn kiểm toán thực hành, và chú trọng một số cái môn liên quan tới sử dụng công nghệ, sử dụng các cái phần mềm phổ biến, ví dụ như MISA, ví dụ như NC9 của Hàn Quốc, thì mục đích là giúp cho sinh viên tốt nghiệp có những cái cơ hội và có những kiến thức, kỹ năng cần thiết để nhanh chóng tiếp cận với thị trường lao động và có nhiều cơ hội tìm việc làm. Với kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán kiểm toán cũng hơn 40 năm nay đó, thì tôi cũng có ý kiến thế này. Cái nhận xét chung á, là nói đến cái chữ kế toán kiểm toán thì chẳng những ở Việt Nam mình mà ngay cả ở các nước thế giới cũng vậy. Đây là cái lĩnh vực mà tạo nhiều cơ hội việc làm cho các học sinh sinh viên khi mà họ tốt nghiệp ra trường. Nói như vậy nghĩa là gì? Một người sinh viên mà tốt nghiệp ở khoa kế toán kiểm toán ra đó, thì đây là những cơ hội chính nè. Tức là ra trường thì đầu tiên là họ có thể làm việc ở các doanh nghiệp, bất cả các ngành nghề, dịch vụ, thương mại, xây dựng, giao thông, vận tải, sản xuất, công nghiệp. Đó là những cái doanh nghiệp mà ở Việt Nam chúng ta đặc biệt hơn nữa là hiện nay cái việc phát triển các doanh nghiệp rất là lớn, rất là mạnh. Cho nên khi mình học cái này kế toán kiểm toán ra thì đầu tiên là mình có thể vào làm những doanh nghiệp đó. Đó là một cái cơ hội thứ nhất. Cơ hội thứ hai đó là mình có thể đi vào làm cái ngành gọi là dịch vụ kế toán và kiểm toán. Thay vì mình làm một cái doanh nghiệp, mình làm kế toán doanh nghiệp rồi từ đó mình lên kế toán trưởng rồi mình lên giám đốc tài chính, thì mình lại đi vào cái ngành thứ hai, tức là đi làm dịch vụ kế toán và kiểm toán. Lúc bấy giờ đó là mình làm công việc là mình kiểm tra cái báo cáo tài chính của những doanh nghiệp mà lập lên, xem kiểm tra đó có đúng hay không. Đó là công việc của người kiểm toán. Ngoài ra có một số doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp mới thành lập, họ không tổ chức được bộ máy kế toán, thì mình có thể tham gia làm công việc là dịch vụ kế toán. Lúc đó mình làm cái dịch vụ kế toán, ghi sổ, lên báo cáo tài chính doanh nghiệp đó. Thì đây là một cơ hội rất là rộng mở, nhất là hiện nay chúng ta ở Việt Nam mình đó đang phát triển rất là lớn. Và hiện nay với tư cách là phó chủ tịch hội kế toán hành nghề thì tôi thấy rằng cái nghề này rất là tương lai và đang mở rộng rất là lớn và có rất nhiều điều kiện để phát triển trong tương lai. Cái thứ ba nữa mình cũng thể làm được đó là khi mình ra trường rồi đó thì bên lĩnh vực nhà nước, từ cả lĩnh vực như là cơ quan thuế hay là cơ quan tài chính, thì người ta vẫn cần có những người kế toán, nhất là bên thuế đó. Người ta cần bên cơ quan thuế đó, họ năm nào họ cũng tuyển là hàng trăm những người tốt nghiệp lĩnh vực trong lĩnh vực kế toán để ra làm cán bộ thuế. Vì cán bộ thuế mà muốn đi kiểm tra doanh nghiệp đó thì phải biết kế toán. Kế toán doanh nghiệp làm kế toán thì như mình vô mình kiểm tra, mình thu thuế đó, thì mình cũng phải biết kế toán nữa. Và đây cũng là một cơ hội rất tốt cho những em học sinh sinh viên mà sau này khi chọn cái nghề kế toán kiểm toán ra trường mình làm. Thế còn nói về cái mức lương á thì hiện nay á tùy, tại vì có những em á mà có điều kiện ngoại Anh ngữ tốt á thì đi làm những công ty kế toán quốc tế như của một bạn ngồi cạnh bên tôi, cũng ai chẳng hạn đó, thì cái mức lương họ sẽ rất là cao, tại vì họ có trình độ Anh ngữ nữa. Còn nếu mà làm những công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam mình thì mức lương nó tương đối thấp hơn. Hoặc là nếu như là cán bộ thuế thì mức lương của nhà nước thì chúng ta cũng biết rồi. Nhưng mà để cụ thể hơn thì chúc bạn tôi là
Khang hiện nay làm giám đốc công ty kiểm toán thì có thể chia sẻ thêm cụ thể hơn cho các bạn biết. Nhưng mà cái quan trọng nhất tôi muốn nói với tất cả các em học sinh sinh viên thế này nè, nếu sau này các em đã chọn ngành kế toán kiểm toán rồi đó thì các em phải quyết tâm đi theo con đường này, tức là không phải tốt nghiệp cử nhân ra là xong rồi, không phải như vậy. Mình phải có cái chứng chỉ gì đó để chứng tỏ mình là một chuyên gia kế toán, chứng chỉ gì đó. Chứng chỉ đó có thể là chứng chỉ của Bộ Tài chánh Việt Nam cấp cũng được, hoặc làm chứng chỉ quốc tế như là ACC cấp và những cái chứng chỉ khác nữa. Thì nếu mà bạn có một cái chứng chỉ như vậy á, cái tên của bạn mà sau lưng tên bạn có thêm cái chứng chỉ đó như ACCA là CPA đó, thì cuộc đời của bạn á, nó sẽ khác hẳn như cái người cũng tốt nghiệp đại học kế toán, sáng xách ô đi tối xách ô về, lương 3 đồng 3 trồng. Cho nên là tôi muốn nói đây với tư cách là phó chủ tịch hội ngành nghề, tôi muốn động viên tất cả mọi người nếu đã chọn cái ngành nghề rồi thì cố gắng phải lấy một chứng chỉ hành nghề. Sinh viên ngành kế toán kiểm toán sau khi ra trường thì cái cơ hội việc làm cũng rất là rộng mở, bởi vì như thầy Mai Thanh Tầm đã nhấn mạnh, tức là tất cả các cái doanh nghiệp của chúng ta đều cần có những người làm kế toán. Và hiện nay một cái ngành mà chúng ta cũng có thể thấy đang phát triển ở Việt Nam, tức là đó là ngành kiểm toán. Thì tôi là một cái người học về kế toán, nhưng mà khi ra trường thì tôi đã tiến hành làm cái công việc là kiểm toán. Thì thực ra thì giữa cái công việc mà kế toán với kiểm toán nó cũng có cái góc độ nó cũng tương đối, là trong một cái ngành chung thì chúng ta có thể vẫn tận dụng được những cái kiến thức đã học ở cái khối ngành kế toán và kiểm toán, nó cũng tương đồng với nhau. Thì có một cái điều mà trong cô Trang có trao đổi, tức là cái mức lương, cái thu nhập của người làm cái công việc kế toán kiểm toán như thế nào. Thì có thể nói như thế này, nó cũng tùy vào cái gọi là cái trình độ chung của chúng ta. Thì trong đó nó có liên quan đến vấn đề là hiện nay chúng ta có cái đối với doanh nghiệp kiểm toán thì chúng ta có một số doanh nghiệp là làm ở công ty Big Four và một số doanh nghiệp đồ địa, thì cái mức lương nó cũng sẽ có sự phân biệt khác nhau giữa cái công ty làm ở công các cái kiểm toán viên ở công ty Big Four và các kiểm toán viên ở công ty kiểm toán của Việt Nam. Thì tuy nhiên thì theo chúng tôi nghĩ thì gì là cái mức lương của công ty làm một kiểm toán viên thì có thể cái mức lương ở cái tầm từ đối với các cái doanh nghiệp ở Việt Nam có tầm từ 20 đến khoảng 40 triệu đối với kiểm toán viên. Thì hiện nay ở cái doanh nghiệp của chúng tôi thì một vị trí kiểm toán viên chúng tôi có trả mức lương là từ 24 đến 30 triệu cho một tháng đối với kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề CPA và có cái công tác mà thực tế ở trên ngành kiểm toán. Thì mức lương nó cũng tương đối là không cao so với các công ty kiểm toán quốc tế. Tuy nhiên đối với các ở cái mức ngành nghề mà của kế toán và kiểm toán thì tôi nghĩ là đó là mức lương có thể là chúng ta cũng có kỳ vọng trong cái bối cảnh hiện nay. Sinh viên mà sau khi tốt nghiệp đại học khoa kế toán kiểm toán ra, ví dụ đại học mở mình á, thì cái điều quan trọng nhất để mà có thể làm được việc ngay á và có mức lương cao khi người ta phỏng vấn á, thì ngoài cái kỹ năng cứng, kỹ năng chuyên môn của mình, tiếng Anh gọi là technical skill á, thì còn đòi hỏi phải có cái kỹ năng mềm, cái soft skill. Như nãy Hoàng có nói đó, một người sinh viên mà khi mà đi phỏng vấn để mà xin việc không đó, mà nội cái cách mà cái hình dáng của mình, cái appearance của mình bên ngoài không á, từ cách đi, cách đứng, cách ngồi, cách nói, nếu mình không biết thì cái đó là điều nào thất bại đầu tiên rồi. Rồi khi bắt đầu đi vào công việc á, thì nãy Hoàng có nói đến kỹ năng, ví dụ làm việc nhóm, teamwork, anh không biết làm teamwork, anh có giỏi cách mấy cũng không làm được công việc của doanh nghiệp, thấy không? Rồi kỹ năng trình bày như nãy Hoàng nói đó, anh rất giỏi, nhưng giờ anh mới trình bày cái vấn đề gì đó cho giám đốc nghe, cho khách hàng anh nghe mà anh không biết cách trình bày thì cũng là thất bại. Cho nên á là các sinh viên trước đây của chúng ta là chỉ học ở trường là học lý thuyết, và chỉ đặt nặng về vấn đề là kỹ năng cứng thôi, technical skill thôi. Nhưng mà đặc biệt đại học mở đó đã thấy trước vấn đề này, cho nên là đại học mở thì là người ta đã lo
rèn luyện cho sinh viên có cái kỹ năng mềm để khi đi xin việc, khi đi vào làm việc, khi đi phỏng vấn là người ta dễ thắng lợi hơn là những sinh viên các trường khác. Đó là mình nói những cái thời gian trước đây thôi. Còn cái thời gian hiện tại nè, nói đến hiện tại nha, thì đại học mở còn cái tiến bộ rất xa hơn nữa. Xa hơn nữa là chỗ này nè, là hiện nay là đại học cho phép đại học tự chủ, cho nên đại học mở giờ được toàn quyền xây dựng cái chương trình đào tạo của mình. Vì thế cho nên đại học mở từ thầy hiệu trưởng, hiệu phó đến các khoa này kia, trưởng khoa này kia, người ta luôn luôn phải có sự đặt nặng về vấn đề cạnh tranh. Cái chương trình giáo dục anh phải như thế nào, thầy mà về đây dạy phải như thế nào để mà người sinh viên ra trường có thể đi xin việc thắng lợi hơn những trường khác. Cho nên ngày xưa là người ta chỉ nghĩ đến đại học kinh tế thôi, như nãy cô Mai có nói đó, nhưng bây giờ không phải như vậy. Bây giờ không phải như vậy, cho nên là theo tôi rất hài lòng với cách làm việc của đại học mở, là nhìn thấy được vấn đề của xã hội đang cần, cho nên mình đã trang bị sinh viên là chẳng những kỹ năng cứng mà kể cả cái mềm, thì điều đó sẽ đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh cái điều thôi. Nhắn gửi cho các bạn cho các bậc phụ huynh và cũng như các bạn học sinh đang đứng trước cái ngưỡng cửa lựa chọn cái trường ngôi trường mà mình sẽ bước vào cho 4 năm đại học để mà tạo một cái nền tảng sau khi ra trường và đi làm, thì bên cạnh cái sự chia sẻ của thầy Tưởng và thầy Tùng thì chị chỉ có một cái lời nhắn nhủ rất là đơn giản là các bạn hãy đi theo cái đam mê của mình. Vì nếu mà bạn không có đi theo đam mê mà vì một cái sự lựa chọn từ một cái yếu tố tác động từ không phải từ chính bản thân của mình, thì các bạn sẽ rất rất là khó, mà giống như là thầy Tùng có chia sẻ là đi đến cuối con đường để mà sống, để mà phát triển cùng với cái nghề, thì các một lần nữa thì các bạn hãy tìm hiểu xem mình thật sự thích điểm gì, mình thật sự muốn trở thành một người như thế nào, để mà mình không mất phí cái thời gian là 4 năm mình ngồi tại ghế giảng đường, và mình và nếu như mà may mắn bạn tham gia cái buổi tư vấn ngày hôm nay và bạn đã biết được là đam mê của mình là ngành nghề kế toán kiểm toán, thì một lần nữa thì Đại học Mở là một trong những cái lựa chọn tốt nhất mà các bạn sẽ, và mình nghĩ là các bạn sẽ thành công khi mà các bạn bước vào khoa kế toán kiểm toán với Đại học Mở. Thì một lần nữa là chúc các bạn tìm hiểu được cái đam mê của mình và có một cái kỳ thi thiệt là tốt.